Phóng viên Khánh Duy đưa tin, hôm nay 8 tháng 1, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm số 1 do Sở Y tế chủ trì tiếp tục tiến hành kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh phân phối thực phẩm trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất chả lụa Ánh Mừng số 305A, đường Trưng Nữ Vương thuộc khu phố 5, phường 1 và nhà phân phối Nhật Trang số 35 đường Nguyễn Văn Tốt thuộc khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh. Nhìn chung các cơ sở đều cố gắng thực hiện các quy định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn còn một số thiếu sót như vệ sinh mặt bằng cơ sở, trang bị bảo hộ lao động, chưa có hợp đồng cung cấp nguyên liệu các chất phụ gia và chưa đảm bảo nguyên tắc một chiều. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở cơ sở sửa chữa những thiếu sót và lập biên bản lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm chất lượng. Khi có kết quả xét nghiệm sẽ tiếp tục xử lý nhằm chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và ngăn chặn việc đưa ra thị trường các sản phẩm không đảm bảo chất lượng.